Huấn luyện viên Trauzer nói gì sau thất bại thứ hai của U23 Việt Nam? Trận thua 0-4 trước U23 UAE rạng sáng ngày 26 tháng 3 đã thể hiện sự yếu kém về mặt thể hình, thể lực, lẫn đấu pháp chiến thuật của tuyển U23 Việt Nam tại Doha Cup 2023. Song huấn luyện viên Trauzer vẫn bày tỏ sự hài lòng với mạng trình diễn của học trò. U23 Việt Nam đã cầm cự và chơi ngang ngửa với U23 các tiểu phương quốc Ả Rập, thống nhất UAE trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 1. Thế nhưng, sự sa sút thể lực cộng yếu kém phòng ngự, bế tắc tấn công khiến đoàn quân của huấn luyện viên Trauser phải nhận 4 bàn thua trong hiệp đấu còn lại. Thất bại 0-4 trước U23 UAE khiến cho U23 Việt Nam chưa có điểm nào ở giải đấu giao hữu diễn ra tại Qatar, bị thủng lưới 7 bàn sau hai lượt đấu. Trong khi đó, một đội bóng khác của Đông Nam Á tham dự giải đấu này là U23 Thái Lan đã bất ngờ đạt thành tích bất bại với một trận hòa, một trận thắng, lần lượt trước Ả Rập Saudi và chủ nhà Qatar. Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Trao Giờ nói, về mặt kết quả, U23 Việt Nam đã thua, nhưng tôi đã chia sẻ mục tiêu mà toàn đội hướng tới khi tham dự Doha Cup 2023 tại Qatar là giúp cầu thủ tiến bộ từng bước một. Với những gì đã diễn ra trong trận đấu với U23 UAE, tôi có thể nói là hài lòng. Chiến lược gia người Pháp cũng thể hiện sự tiếc nuối khi các học trò của ông để thua đến 4 bàn trước U23 UAE. Dù vậy, ông cho rằng U23 Việt Nam đã thể hiện nhiều cố gắng so với trận đấu ra quần đồ hà cấp 2023. Chúng tôi đã kiểm nghiệm được cấu trúc trong đội hình, vận hành đấu pháp, sự quyết tâm, tính chiến đấu và tổ chức trong thi đấu. Trình độ của U23 UAE cao hơn U23 Việt Nam và chúng tôi đang từng bước cải thiện sau những lần so tài với các đối thủ mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng U23 Việt Nam vẫn chưa có nhiều thay đổi trong hai trận đấu tại Doha Cup 2023. Vẫn với lối chơi phòng ngự thiếu chắc chắn và tấn công kém hiệu quả, đoàn quân của huấn luyện viên Trao Dơ sớm cạn kiệt thể lực, đôi khi tấn công đôi với các cầu thủ của Tây Á. Huấn luyện viên Trauser cũng phân tích và chỉ ra khuyết điểm của các học trò. Thể lực đi xuống trong hiệp 2 là nguyên nhân khiến U23 Việt Nam chịu nhiều bàn thua. Thật không dễ để các cầu thủ duy trì được chất lượng chơi bóng, Tuy nhiên, kết quả thật sự không nằm ở tỷ số mà là ý tưởng, thái độ chơi bóng của toàn đội. Trong khi đó, hậu vệ Phan Tuấn Tài khẳng định, U23 Việt Nam đã triển khai được lối chơi và thực hiện chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Toàn đội đã cố gắng hết sức, nên thất bại không khiến chúng tôi buồn. U23 Việt Nam vẫn còn thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32 và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực tập luyện, hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.